Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đứng gần thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là bà Maria Maria, vợ ông Cleopha và bà Maria Magdalena. Trông thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu dấu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: Này là mẹ con. Và từ giờ ấy môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma có một pho tượng thời danh do điêu khắc ra thiên tài là Michelangelo đã sáng tác và được trưng bày ở bên phải gần cửa ra vào ở đền thờ. Đứng trước pho tượng này, người ta như hình dung được sự đau khổ đang hiện diện khi thấy Đức Mẹ sầu bi ôm con chết rũ rượi trên cánh tay của mình. Phiên bản bức tượng ấy được đặt ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta gọi Đức Mẹ đau khổ đó là Đức Mẹ sầu bi. Giáo hội kính nhớ vào ngày 15 tháng 9 hàng năm. Đức Mẹ sầu bi là hiện thân của đau khổ, là hình ảnh của một con người đau khổ trong cuộc sống, nhưng không phải là đau khổ bế tắc như con người trần gian thường gặp và cứ đi tìm câu trả lời thỏa đáng mãi mà chẳng bao giờ tìm được. Đã có một thời chính phủ quân phiệt Nhật ra lệnh tập trung tất cả những người phong cùi trên một hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương, rồi tưới xăng thiêu rụi cả hòn đảo chứa những bệnh nhân này, bởi vì bảo đấy là gánh nặng cho xã hội. Không tin ở Thiên Chúa thì người ta không làm sao hiểu nổi đau khổ, và người ta chỉ giải quyết vấn đề này lòng vòng quanh quẩn loanh quanh mãi. Như một người nổi tiếng, đó là Marilyn Monroe. Cô ta đã uống thuốc ngủ quyên sinh khi không thoát khỏi bế tắc của cuộc đời. Cô là một nữ minh tinh màn bạc người Mỹ nổi tiếng ở thập niên 1960. Còn chúng ta, chính nhờ vào phúc âm mà chúng ta hiểu được nguyên nhân của đau khổ, nó là tội lỗi. Sự đau khổ là xuất hiện từ khi con người bắt đầu phạm tội và sẽ kéo dài mãi cho đến tận thế. Chúa Giêsu ra đời, Ngài gánh lấy tội lỗi của nhân loại, Ngài cứu chúng ta khỏi tội, nhưng Ngài không cất đi hình phạt của tội lỗi là gian lao đau khổ. Hơn nữa, Ngài dùng đau khổ làm giá để cứu chuộc chúng ta. Dưới cây thập giá, Đức Mẹ đứng như một thượng tế dâng làm con làm của lễ. Trên cây thập giá, con chết đi trong thân xác, thì dưới chân thập giá, mẹ cũng chết liệm đi trong tâm hồn. Chúa muốn từ người mẹ mà Ngài yêu thương hơn cả thông phần đau khổ để trở nên người mẹ sầu bi cùng với Chúa chia sẻ hồng ân cứu chuộc. Hơn nữa, Chúa đã coi đau khổ như là một điều kiện để theo Ngài, làm đồ đệ của Ngài. Ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá để theo ta. Như vậy, không ai có thể tự hào là môn đệ của Chúa mà không tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu, không vui lòng vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời này. Vì thế khi gặp đau khổ, chúng ta đừng buông xuôi, đừng thất vọng, đừng lồng lộn rủa trời chửi đất, nhưng hãy chạy đến với Chúa, hãy cầu xin với Đức Mẹ, Mẹ sầu bi. Phúc âm hôm nay bảo rằng Thánh Gioan
đưa mẹ về nhà mình. Một điều là chúng ta đưa Đức Mẹ về với cuộc đời chúng ta, về với gia đình chúng ta. Người ta đã đến lộ đức, không phải ai ai cũng xin ơn chữa lành mà được khỏi cả đâu. Nhưng đến với lộ đức, đến với Đức Mẹ, người ta ra về, dù không được chữa lành phần xác, nhưng người ta hân hoan bởi vì người ta nhận ra giá trị của đau khổ và nhẫn nại vác thánh giá của mình. Bài học đưa Đức Mẹ về nhà mình, anh chị em thân mến, đó là bài học mà chúng ta có thể làm được ngay bây giờ, lúc này. Mệnh lệnh đây là mẹ con chỉ cho chúng ta một người mẹ giữa đoàn con đau khổ. Và Thánh Gioan đã bắt đầu nghe tiếng Chúa đưa Đức Mẹ về nhà mình. Còn chúng ta cứ tiếp tục làm như Ngài. Và cuộc sống chúng ta, ngôi nhà tâm hồn, ngôi nhà gia đình, ngôi nhà vật chất, cuộc sống mái ấm được luôn luôn hạnh phúc. Ngôi nhà cuộc đời chúng ta cũng là như vậy thôi. Amen.